Đi một loạt các trang web lớn như Amazon, Ryukyu, Yamada Denki, hôm nay chúng mình cùng khám phá web Surugaya, một trong những trang web tốt nhất để mua những mặt hàng văn hóa Nhật Bản nhé. Ở trang web này hầu như tất cả các món đồ bạn muốn đều có mặt tại đây từ truyện tranh, mô hình anime, đến đĩa CD, DVD, bạn đã biết cách mua hàng trên Surugaya chưa? Nếu chưa hãy cùng tìm hiểu cách mua hàng trên trang web nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản này nhé. Tại sao nên mua hàng trên Surugaya, Sandil, tìm hàng hiếm, Surugaya không chỉ là nơi bán mà còn mua lại sản phẩm từ khách hàng để bán lại với giá rẻ. Vì thế nên bạn sẽ kiếm được nhiều deal hấp dẫn, thậm chí là những món hàng hiếm khó tìm, ship hàng nội địa nhật rẻ, nếu đơn hàng có giá dưới 1.000 yên có giá ship là 432 yên. Đơn hàng có giá trị từ năm 1.000 đến năm 1.500 yên có phí ship là 378 yên đơn hàng trên 1.500 Yên sẽ được free ship, dịch vụ đóng hàng tốt, Surugaya đóng hàng rất kỹ, và có bọc bảo vệ cho những mặt hàng dễ vỡ như tượng nhân vật, ly thủy tinh. Khách hàng không cần phải lo lắng về hư hại trên đường vận chuyển, cung cấp cho khách hàng đa dạng các sản phẩm văn hóa nhật từ hàng mới nguyên bản đến hàng đã qua sử dụng, thậm chí Surugaya còn có cả các sản phẩm độc lạ hiếm mà nhiều website bán hàng khác không có được cách tự order hàng trên surugaya và ship về việt nam để order hàng trên surugaya ship về việt nam bạn cần có thể thanh toán visa hoặc master các và phải có địa chỉ nhận hàng tại nhật sau đó thuê đơn vị vận chuyển hàng về việt nam bởi surugaya chưa có dịch vụ ship hàng về việt nam và không chấp nhận thanh toán qua atm thông thường cách order các sản phẩm trên surugaya ship về việt nam đơn giản nhất là sử dụng dịch vụ mua hộ hàng nhật với dịch vụ này, đơn vị mua hộ sẽ đứng ra làm chọn mọi thủ tục mua và ship các mặt hàng trên Surugaya về Việt Nam cho bạn, việc bạn cần làm là chỉ cần ngồi ở nhà và đợi hàng ship về. Ngoài ra, shop Nhật Việt còn cung cấp dịch vụ đấu giá hộ trên các trang web đấu giá hàng Nhật. Bạn có thể tham khảo để phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu mua sắm của mình, cách mua hàng trên Surugaya bởi đơn vị order, mua hộ hàng shop Nhật Việt bước 1 truy cập vào website nối ya jp nếu bạn không am hiểu tiếng Nhật, bạn hãy sử dụng công cụ dịch tiếng Việt để dễ dàng sử dụng. Bước 2, tìm kiếm sản phẩm, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm cần mua theo danh mục hoặc gõ tên sản phẩm trên thanh công cụ tìm kiếm. Lưu ý tên sản phẩm phải được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Sau khi tìm được sản phẩm, bạn cần xem xét kỹ các thông tin về sản phẩm để có lựa chọn mua hàng. Bước 3, sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng Nhật Việt hoặc dịch vụ order hàng Nhật ship về Việt Nam tại shop Nhật Việt. Bạn gửi link sản phẩm muốn mua cho shop Nhật Việt để được hỗ trợ đơn hàng ship về Việt Nam. Bước 4, khi bạn đồng ý mua sản phẩm, bạn cần tiến hành thanh toán giá trị đơn hàng cho shop Nhật Việt. Nhân viên của shop sẽ tiến hành mua hàng và tiến hành chuyển hàng về Việt Nam cho bạn.